gặp tài năng nhí của chúng ta thì Sam có một cái thử thách nhỏ dành cho ban bình luận. Lên đây giúp Sam sắp xếp lại đúng vị trí của các ban ở nước Mỹ. Đây, để anh xin lên anh gắn được vài cái coi. Để anh hỗ trợ cho. Trời ơi, làm gì phải bốn cái đầu hợp lại mới được cái này em ơi. Đúng rồi. Đây nào, Washington là nó nằm ở cái góc. Còn Texas nằm ở bên giữa này. Nè. Cali nằm ở dưới. Cali dưới Texas. Rồi, các anh em. Đúng rồi, đã làm hết sức rồi đó. Và nếu như mà ba bình luận cảm thấy là thử thách này quá khó thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí để xem bé sẽ giúp chúng ta xử lý thử thách này như thế nào nhé. Ok. Xin mời. Trời ơi, chút xíu. Đợi cô xíu nha. Trời ơi, chân nó ẩm ra luôn hả? Trời, trời ơi. Từ từ con. Ổng đam mê lắm cái giáo này. Giáo sư ơi, giáo sư ơi. Từ từ con. Chết đam ơi. Đam mê quá. Đây. Cao hơn một chút. Bây giờ chú Thành dời tất cả những cái này xuống cho đúng con. Đúng rồi đó. Đó. Bây giờ con làm gì con làm? Thằng nhỏ nó thấy mình giống như những miếng cảnh thừa thải. Giật cấm cuối làm. Trời ơi, nó ráp cái nào ra luôn. Cái đó. À, nó ráp hình. Bản đồ nó ráp, nhìn nó ráp xe lửa, đồ chơi, xe tăng, đồ. Bắt đầu ấy hành rồi đó. Thấy chưa? Nước Mỹ trong tầm tay. Trời ơi, gần ra hình rồi anh em ơi. Khoan khoan. Justin. Hello. Can you speak Vietnamese, Justin? Gần yes, rồi, I can. How old are you, Justin? 4 years old. Four. Ah, Justin. Is it far from here? It's to Canada and Mexico. This is Canada? No, it's Alaska. Alaska. This is Alaska. But I need more. You talk. You need you talk here. Is it correct? California. California. Uh-huh. Which is California? Which is California? California is small. It's California is big. That not that small. So long. Oh, so long. Yep. You're right, baby. Yeah, very good boy. How many states are there in America? 50. 50. Oh, correct. Nó nhớ chính xác vị trí nằm ở đâu, lúc nào, kể ra là ở đâu. Wow, you make me surprised, baby. Wow, we're really surprised. Trời ơi, nó hiểu hết từng cái gì nhỏ nhỏ nhất. Trời ơi. Yeah, this is Hawaii. It's in the water pyramid island. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7 correct. And 8 birds. Yes, island. Correct, correct. Eight islands. Oh. It's so small. Probably Massachusetts. So small. I can match it. Yeah. Cô Sam sẽ đố con nha. Ở đây là cô có rất là nhiều hình ảnh về bản đồ của các nước. Chỉ là một cái hình như vậy thôi nha. Chỉ cần nhìn như vậy là bé sẽ có thể là nhận biết là quốc gia đó là mời gì con. Con xem đây là quốc gia nào. Comoros. Comoros. Comoros là nước quốc gia nào mình chưa nghe tới luôn. Nó nằm gần cái Honolulu á. Bậy ai. Con ơi, quốc gia mà Comoros này nè là nằm ở đâu vậy con? Nó nằm ở cạnh châu Phi. Cạnh châu Phi? Đúng rồi, nó nằm cạnh châu Phi á. Nhưng mà nó nằm cạnh Ấn Độ Dương đó. Gần Ấn Độ Dương. Nằm kế bên Ấn Độ Dương luôn. Ôi, cô sẽ lựa một cái tấm rất là ngẫu nhiên nha. Đẹp. Italy. Oh, Italy. Italy châu nào Đức? À, châu Âu á. Ờ. Đó, trời. Thủ đô Italy là Hà Nội đúng không? À,
Bé rất là nhẹ nhàng. Anh nói là khu Việt Nam mà đâu phải của Italy đâu. Thủ đô của Italy là Rome, Roma, đúng không? Mấy chú nói gì mà con không hiểu gì luôn. Thủ đô của Italy là Rome, đúng không con? Chính đúng. Đúng. Đúng rồi, hay vậy ta. Phải hiểu chú Thành chứ. Cái này nè, cái này là em nghĩ là rất là thân thuộc nè. Có thể là ban bình luận mình sẽ đón ra. Rồi, tôi biết rồi. Tôi không biết. Alo cà thùng đó. Khamu. Nước nào con? Cái đó là nước Lào. Nước Lào. Thấy chưa? Nghe gần gần rồi, không có gì kia. Tôi thà tôi nói tôi không biết. Lào thủ đô là Vientiane. Định nói cappuccino luôn á thiệt. Con nước Lào này có đặc điểm gì? Nước Lào này đó, nó cần nước Việt Nam nhiều. Gần nước Việt Nam nhiều, đúng rồi, chính xác. Giỏi quá. Nước Lào này có dép Lào không con? Con biết dép Lào không? Con biết cái dép Lào không? Tuổi này chưa biết dép Lào đâu. Có một bữa đó, ba của con và con đó vẽ cờ nước Lào á. Ừ, câu trả lời liên quan rồi. Đó, đó, đó. Cái này thử con. Cái đó là Cuba. 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 Cuba là châu gì? Cuba là ở châu Trung Mỹ. Đúng vậy. Đây là con dơi. Đây là Batman. Đây con dơi. Yeah. Cá đuối. Chị nói là gì con? Cô với chú nói đúng không con? Con là phải là con dơi. Chứ đó là gì? Vậy chứ đây là quốc gia nào? Đó là quốc gia Kosovo. 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 Đúng rồi. Vậy chứ châu nào là ít nước nhất hả? Châu Phi ít nước nhất. Tại vì khô hạn á. Sai. À đúng rồi. Đúng. Theo con châu nào là ít quốc gia nhất nè? À, không biết châu nào mới mỗi trong năm cực. Châu Nam Cực, chính xác. Ồ. Vậy là đúng rồi. Rồi, chúng ta đến với lại quốc gia tiếp theo nào. Iraq. 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 Ở Iraq, mình gọi là Iraq. Iraq. Iraq là châu nào con? Ở châu Á. Hả? Đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Đó là, thôi bao nhiêu đây là cũng đủ là để các cô chú rất là khâm phục cái tài năng, cái trí nhớ của con rồi. Nhưng mà vẫn còn chưa hết đâu. Xin mời đạo cụ để chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Đây là một cái thử thách tiếp theo. Những cái hình vẽ này là một nửa của bản đồ thôi. Mà bé nhìn như vậy là bé sẽ đoán được đây là quốc gia nào. Ok, trời, mình sẽ đoán thử nha con. Cái này Uruguay. 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 Đúng xác. Rồi, tới cái này con. Sierra Leone. Chính xác luôn. Còn cái này con? Đây nè. Austria. 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 Rồi còn cái màu hồng này là anh Thành biết không nè? Afghanistan. Afghanistan. Hay quá. Còn cái này? Andorra. 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 Đó là những quốc gia rất là lạ không nha. Mấy nước này không có tham gia World Cup nhiều nên không biết ít. Rồi, quốc gia này. Hungary. 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 Hungary và Bulgaria. Quốc gia này con. Nepal. 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 Cái này. Jamaica. 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 Hay quá. Jamaica. Còn quốc gia cuối cùng. Yemen. 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 Ôi biết thông minh quá à. Ngoài là mình thuộc tên nước ra, mình có thuộc tên những loài khủng long hay là mình có thuộc tên những món ăn không? Con cũng thuộc được mấy cái
tên của loài khủng long mà. Ồ. Thí dụ đây, con dữ nhất là con tên gì? Tyrannosaurus Rex. Yes. Đúng rồi anh. Con gọi tắt là gì? Gọi tắt nó là gì? T-Rex. Yes, exactly. Bingo. Còn con có biết cái con mà, cái con khủng long mà bơi được dưới nước mà dữ nhất không? Cái con mà dữ nhất ở dưới nước con tên gì? Mosasaurus. Yes, Mosasaurus. Anh Thành biết hả? Còn cái con mà có ba cái sừng gọi là con gì? Triceratops. Yeah. Oh. Còn cái con cá mập khổng lồ tên là gì? Cá mập tiền sử, cá mập khổng lồ. Megalodon. Megalodon. Yeah. Hay vậy ta, động vật cũng biết nhiều luôn. Quá giỏi. Giỏi. Biết về rất nhiều thứ. Biết Megalodon luôn là quá giỏi. Ê, tuyệt vời. Xin chào mọi người. Con tên là Phan Hoàng Long. Năm nay con 6 tuổi rưỡi. Hôm nay con đến đây để nói cho tất cả mọi người biết biển số xe của tất cả mọi người. Chú Ngô Kiến Quy ơi. Hả? Biển số xe của chú là mấy gì chú? 54. À vậy là chú ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không chú? Đúng rồi con. Ở đây 4 người không ai dưới quê nên con. Cô hay quá. Biển số xe cô 86. Vậy là cô ở Bình Thuận đúng không cô? Dạ. Hay quá. À, biển số xe của Sam là trăm mấy á? Biển số xe của cô là 101. Dạ cô ơi, cô lừa cũng hả cô? Mà. Chú Thành à, chắc hôm bữa có số cũ là số 36 á. Dạ, vậy là biển số cũ của chú Trấn Thành. Thành đó là Thanh Quá đúng không chú? Đúng. Biển số cũ của chú là 79. Vậy là chú ở Khánh Hòa đúng không chú? Đúng không? Vậy là số 72 là ở thành phố nào con? Dạ, số 72 là ở Bà Rịa Vũng Tàu đúng không chú? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Bà Rịa Vũng Tàu. Ở kia là kia. Biển số 72 Vũng Tàu. Tàu, ừ. Thiệt hả? Ghê thiệt. Cái này mới ghê nè, cái này mới nhớ mới ghê nè. Biển số 11. Dạ Cao Bằng. Thiệt không? Vậy con ơi, biển số ở Bình Dương là số mấy? Dạ 61. Biển số Cần Thơ là số mấy? Dạ 65. Cao Bằng. Đúng biển không? Biển số 11 Cao Bằng đúng luôn. Người ta thích Cần Thơ rồi ông ơi. Giỏi vậy ta. Bé nó giống như gắn cái máy á, là sệt cái là phát âm ra luôn. Bây giờ mình cứ đoán một cái số nào đại đó thì bé sẽ nói ra được đúng cái địa danh đó luôn á. Bây giờ mình nói địa danh là bé sẽ nói số ngược lại cũng được nữa. Được không con? Thì dĩ nhiên. Dạ được. Con có biết bảng số ở tỉnh Lào Cai không? Dạ biết, 24. Đà Nẵng con? Dạ, vậy là 43. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Dạ, 69. Ở Bà Nà. Bà Nà là cái nhà của bà đó bà. Bà Nà đi bằng cáp tre không có đi xe. Trời vui kìa, vui kìa. Cười vui quá trời kìa. Con ở Trà Vinh là số mấy? Dạ dạ là 84. Con ở Đà Lạt là số mấy? Dạ Đà Lạt là ở Lâm Đồng. Lâm Đồng là 49. Đúng rồi, 49 đúng nha. Còn ở Lạc Đà là số mấy? Cô lừa quá cô. Lạc Đà số 2, hai cục bú á. Con ơi, mà bây giờ con chia sẻ bí quyết làm sao để mà học được có hả mấy cái biển số xe mà nhiều như vậy, nhanh như vậy cho mấy cô chú được không? Thì chỉ cần một ngày ngày học một hàng rồi rồi tới 2-3 ngày là học hết rồi. Mà 2-3 ngày là học hết, sao hay vậy ta? Nhưng mà quan trọng cái trí nhớ của mình. Là quan trọng cái trí nhớ đúng của rồi, mình. Đúng rồi, ăn thua trí nhớ không con? Đúng rồi. Ăn cái chất gì trên đời này thì nhớ dai? Dạ bò. Bò. Thích. Sao chú cũng ăn bò, chú ngu như con bò. Không nhớ cái gì đâu. Hay là bây giờ con đọc mấy cái biển số mà con đã học được từ đầu tới cuối cho mấy cô chú nghe luôn được không? Dạ. 64 tỉnh thành nha. Bây giờ con đọc thơ cho mấy chú giám khảo như là những quý khán giả đang ngồi ở đây. Cao Bằng 11 chẳng sai, Lạng Sơn Tây Bắc 12 cặn cười, 13 Bà Bắc mời vời, Quảng Ninh 14 bốn bời là thang, 15 16 cùng mang Hải Phòng, Đất Bắc chứa trang nghĩa tình, 17 vùng đất Thái Bình,
18 Nam Định quê mình đẹp xinh, Phú Thọ 19 thành kính lạc hồng, Thái Nguyên xung phát rang đồng, đôi mưa dễ nhớ trong lòng chúng ta. Con đọc đi đó thôi, còn nhiều lắm mà con không có đọc. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Nhỏ nó biết là thời lượng chương trình vừa phải, nó tế nhị tâm lý nữa. Tuyệt vời. Con tôi đó, con tôi.